Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 12 tháng 10 của kênh VTC 14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, khiến cho trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, mưa chỉ xuất hiện ở diện vài nơi ở một số tỉnh giáp biển như là Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và một số tỉnh thuộc Nam Đồng Bằng như là Ninh Bình, Hòa Bình và Hà Nam. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi chỉ còn từ 16 đến 18 độ. Và ban ngày thì mây giảm dần, trời chuyển nắng vừa phải, nâng mức nhiệt toàn khu vực lên ngưỡng từ 25 cho đến 28 độ. Nơi có thời tiết xấu nhất trên phạm vi cả nước thời gian này, đó là khu vực Trung Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, do tác động của đới gió Đông Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông ở trên cao, nên các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to. Do có mưa với lượng khá liên tục nhiều ngày, nên nguy cơ xuất hiện sạt lở đất ở nơi sườn đèo dốc là rất cao. Bà con khu vực cần hết sức đề phòng để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Cùng với đó, thì mưa nhiều cũng đã làm ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường của ao nuôi, dễ làm cho cá bị sốc. Khi đó, các tác nhân gây bệnh có điều kiện phát triển và xâm nhập vào cơ thể của cá. Vì vậy, việc giữ sức khỏe và phòng bệnh cho cá là rất quan trọng trong thời gian này. Và để chăm sóc tốt cho cá, thì bà con có thể áp dụng một số biện pháp như sau. Thứ nhất là bà con đào rãnh giải vôi xung quanh ao với liều lượng từ 7 cho đến 10kg 100m2 để có nước mưa ngấm xuống rãnh có vôi, không trôi trực tiếp từ trên bờ xuống ao mang theo phèn và các chất có hại cho cá. Ngoài ra thì bà con có thể đắp bờ xung quanh ao cho nước mưa không trôi xuống ao. Định kỳ từ 7 cho đến 10 ngày một lần, hòa vôi vào nước tại đều xuống ao với liều lượng từ 1 cho đến 2kg 1m3 nước. Khi mưa thì thường làm cho nước trong ao có độ pH thấp, vì vậy mà bà con nên bổ sung thêm phân chuồng ủ hoai với 2% vôi, phân vô cơ, phân xanh để tạo màu cho nước ao. Cùng với đó là cần phải bổ sung vitamin C cho cá ăn để tăng cường sức kháng, giúp giảm được bệnh tật. Dùng chế phẩm sinh học để xử lý nước, đáy ao và trộn vào thức ăn để cho cá ăn. Xin được trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong chiều tối và đêm nay cũng như là ngày mai, mưa sẽ có xu hướng giảm hơn cả về diện và lượng trên cả hai khu vực này. Và ban ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 28 đến 31 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa bà con, mặc dù đang là giữa mùa lũ nhưng nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa thấy nước về. Theo kế hoạch vụ đông xuân 2015-2016, tỉnh Kiên Giang xuống giống 305.000 ha lúa, dự kiến sẽ gieo xạ tập trung làm 3 đợt, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 và sẽ dứt điểm trong tháng 12, sớm hơn so với mọi năm khoảng 15 ngày. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con sau khi thu hoạch lúa hè thu muộn và thu đông thì phải tập trung làm đất, vệ sinh đồng ruộng ngay, đồng thời cần nạo vét tại tuyến kênh mương nội đồng để thuận tiện cho việc bơm tưới cũng như là tích nước cho cuối vụ. Và ngay sau đây mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, trưa chiều trời hứng nắng nhẹ, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Từ chiều tối và đêm mai thì các tỉnh ven biển và Nam Đồng Bằng sẽ có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét tại vùng núi và se lạnh tại các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 22 độ, vùng núi là từ 16 đến 18 độ, và nhiệt độ cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ, với độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, với gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và cao nhất là từ 24 đến 27 độ. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, ở phía Bắc sẽ có mưa rào rải rác, phía Nam sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi, với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ và cao nhất ở phía Bắc là từ 26 đến 28 độ, còn ở phía Nam nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 31 độ, với độ ẩm trung bình ở phía Bắc là từ 88 đến 93%, còn ở phía Nam là từ 82 đến 87%. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ.
Tại các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác với gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.